Trước nghi vấn là người thứ ba chi dân, nếu tôi có Thương Lan Ngọc cũng đâu có sai. Anh khẳng định đến hiện tại thì cả hai vẫn còn ở mối quan hệ bạn bè và không phải hẹn hò như mọi người đồn đoán. Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Luân từng bị nghi vấn hẹn hò trong vòng 3 năm. Tuy nhiên từ trước đến nay, Lan Ngọc vẫn chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên. Vào ngày 17 tháng 5, Minh Luân lại đăng tải tiếp một dòng trạng thái ám chỉ việc Lan Ngọc đang có tình ý với Chi Dân. Và theo anh thì chính đêm Lan Ngọc đi xem phim với nam ca sĩ thì cô đã không nghe điện thoại của anh. Ngay hôm đó giữa cả hai đã xảy ra cãi vã, dẫn đến việc chia tay. Sau đó Minh Luân đã có cuộc gặp gỡ ngắn với truyền thông để chia sẻ cụ thể về sự việc. Minh Luân cho biết dù anh và Lan Ngọc từng nhiều lần chia tay và tái hợp, nhưng tại thời điểm cô và Chi Dân bị phóng viên bắt gặp tình tứ thì hai người vẫn đang yêu nhau. Mới đây nhất Chi Dân cũng đã có cuộc trao đổi, nói về việc mình nghi vấn làm người thứ ba xen vào tình cảm của đồng nghiệp. Trả lời báo, nam ca sĩ cho biết lúc đó tôi đang ở Nhật. Tôi cũng có đọc phát ngôn của Minh Luân. Theo tôi biết, anh Luân xác nhận anh ấy và Lan Ngọc đã chia tay. Thời gian đó Ngọc buồn, thường đi chơi với tôi và ST. Nếu tôi có thương Lan Ngọc cũng đâu có sai. Nhưng thực tế chúng tôi vẫn là bạn, anh Luân hiểu lầm. Đồng thời giọng ca làm vợ anh nhé cũng khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa anh và nàng cám. Chúng tôi vẫn ở mức độ bạn bè, thời gian này chúng tôi cũng không gặp nhau quá nhiều. Đôi khi cô ấy không có tài xế thì tôi chạy qua chở cô ấy đi quay. Nếu chiều về, trời mưa, búp xe không được, tôi hay hỏi thăm Lan Ngọc. Nếu cô ấy không đón được xe thì tôi chạy qua đón. Có thể nói tôi là anh xe ôm của Lan Ngọc cũng được. Về phía nữ diễn viên, dù đối phương là Minh Luân hay Chi Dân thì Lan Ngọc vẫn chưa một lần lên tiếng về những chuyện cá nhân như thế này. Vì lẽ đó khán giả luôn mong muốn nhận được sự phản hồi từ phía người đẹp. Trước khi lên xe hoa với bạn trai kém tuổi, Tú Anh từng khiến chị em ganh tị khi hẹn hò với bốn đại gia vừa đẹp vừa giàu. Người số 2 nức đố đổ vách. Danh sách người yêu dù công khai hay tin đồn của Tú Anh đều là những chàng trai thành đạt và điển trai. Những ngày gần đây, thông tin Tú Anh kết hôn được đăng tải và gây chú ý. Theo tiết lộ từ một người bạn thân của Tú Anh với báo, Á Hậu sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 21 tháng 7 tại Long Biên, Hà Nội. Cặp đôi hẹn hò từ tháng 10, 2017. Một nguồn tin cho biết chồng chưa cưới của Tú Anh kém cô 1 tuổi và là bạn trai cũ của Văn Mai Hương. Tháng 11-2017, sau khi Văn Mai Hương xác nhận đã chia tay, tấm hình Tú Anh ngồi cạnh bạn trai nữ ca sĩ trong một bữa ăn được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, Tú Anh từng vướng tin đồn hẹn hò Philip Nguyễn, em chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Cuối năm 2017, thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của công chúng. Nghi vấn cả hai hẹn hò xuất phát từ những tấm hình chụp chung, cùng nhau đi xem một trận đấu bóng. Sau đó Tú Anh và Philip Nguyễn nhiều lần xuất hiện cùng nhau, thậm chí người đẹp còn đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn. Trong một sự kiện do em chồng Hà Tăng tổ chức tối 2 tháng 12, 2017, Tú Anh cũng xuất hiện và có nhiều hành động thân mật với doanh nhân trẻ. Tú Anh từng hai lần công khai bạn trai, một trong số đó là Bảo Hân, em trai em sinh Ngọc Trinh. Chàng trai nổi tiếng với những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Vào tháng 7-2016, Á Hậu lần đầu xuất hiện cùng Bảo Hân. Nhưng đến cuối năm, cô mới thừa nhận mối quan hệ khi đăng lên trang cá nhân, tấm hình tình cảm trong sinh nhật bạn trai. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô và bạn trai kết thúc sau hơn một năm ngọt ngào. Cuối năm 2017, Bảo Hân bỏ theo dõi bạn gái. Thậm chí anh còn tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 để ủng hộ Huyền My. Thời điểm đó, một số nguồn tin khẳng định Bảo Hân và Tú Anh đã chia tay nhau. Trước khi đến với Bảo Hân, Tú Anh có thời gian mặn nồng với danh nhân tên Nam. Cả hai hẹn hò đầu năm 2016, nhưng Tú Anh luôn giấu kín danh tính bạn trai. Những tấm hình được cô chia sẻ đều che kín mặt và chỉ có những hành động tình cảm như nắm tay và ôm vai. Trong danh sách người yêu toàn bạn trai điển trai của Tú Anh còn có Hưng Long. Anh sinh năm 1988 và là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Một thời gian dài trước khi chia tay, Tú Anh thường xuyên khoe hình tình cảm lên trang cá nhân. Vừa về nước, Quốc cơ Quốc nghiệp đã được nữ đại gia giấu mặt thưởng nóng 100 triệu. Quốc cơ Quốc nghiệp là niềm tự hào không chỉ riêng gia đình và những người thân, mà những con người Việt Nam cũng rất hãnh diện không kém khi hai anh em làm rạng danh nước nhà. Từ sau cuộc thi Britain's Got Talent 2018 kết thúc, Quốc cơ Quốc nghiệp là hai cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.
cả hai đã mang về niềm vinh quang cho nước nhà bằng những phần thi tài năng quá xuất sắc. Quốc cơ quốc nghiệp còn trở thành biểu tượng cho các gương mặt trẻ dám theo đuổi đam mê, chinh phục hoài bão. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, cả hai trở về với vòng tay của gia đình sau nhiều vất vả nơi đất khách. Những lời động viên cảm ơn gửi đến hai anh em tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Mới đây nhất, quốc cơ quốc nghiệp đã được một nữ đại gia giấu mặt thưởng nóng 100 triệu thay lời chúc mừng của người này dành cho hai anh em. Quốc cơ quốc nghiệp trở về với sự mong chờ của gia đình và hàng trăm người hâm mộ. Còn đây là tin nhắn thưởng 100 triệu của một nữ đại gia để gửi đến vợ của quốc nghiệp. Theo như nội dung tin nhắn viết, Mai ơi, tối hôm qua chị mới coi được clip hai anh em quốc cơ quốc nghiệp biểu diễn. Chị cảm thấy hồi hộp phấn khích và tự hào quá, mặc dù đã được thưởng thức tài năng của hai anh em nhà họ Giang này trước đó vài lần. Nhưng hôm nay mới hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi quốc cơ và quốc nghiệp đã cho cả thế giới biết đến Việt Nam, con người Việt Nam đẹp đẽ, tài năng và kiên cường như thế nào. Sự so sánh hơn thua không còn ý nghĩa gì nữa khi những hình ảnh sáng ngời và tuyệt vời của tiết mục mang lại cho mọi người. Chị thay mặt toàn thể mọi người trong công ty gửi lời chúc mừng và cảm ơn quốc cơ quốc nghiệp hôm nay. Xin gửi tặng 100 triệu đến hai em làm quà nhé. Đây cũng là điều dễ hiểu vì những khó khăn vất vả mà hai anh em đã trải qua để mang vinh quang về nước nhà là quá lớn. Ngoài ra, quốc cơ quốc nghiệp còn được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quyết định trao tặng bằng khen sau phần thi xuất sắc trong chung kết Britain Got Talent mùa thứ 12. Đây có lẽ là điều mà hai anh em bất ngờ và hãnh diện sau bao nhiêu nỗ lực và phấn đấu vừa qua. Dù không phải là quán quân, nhưng tiết mục của bộ đôi đã khiến công chúng quốc tế thán phục, còn khán giả Việt Nam tự hào. Phần thi của hai anh em họ Giang chỉ sau ít giờ đăng tải trên YouTube nhận được 2,3 triệu lượt xem và 65.000 lượt chia sẻ. Trường Giang cười lăn lộn trước phần thi bá đạo của Diệu Nhi. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ em trả lời được đến câu này. Tuy phải trả lời câu hỏi trong khoảng thời gian nhanh như chớp, nhưng Diệu Nhi vẫn khiến mọi người tại trường quay phải cười nghiêng ngả khi không quên giảng bài cho các em thiếu nhi. Tối ngày 9 tháng 6, tập 10 của chương trình Nhanh Như Chớp được phát sóng với sự tham gia của hai đội chơi gồm Đào Bá Lộc, ST, Diễm My 9X và Diệu Nhi, Ellie Trần, La Thành. Trong phần thi đối đầu cùng Diễm My 9X, Diệu Nhi đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả, nhận được câu hỏi của MC Harry Won. Trời mưa là do chuồn chuồn bay thấp đúng không? Diệu Nhi đã đưa ra được đáp án đúng. Bên cạnh đó, cô cũng thể hiện sự nhiệt tình nhưng cũng không kém phần duyên dáng của mình khi giải thích thêm về đáp án của mình cho các em nhỏ hiểu. Thực sự, nhân gian có câu, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nhưng mà trời mưa không phải là do con chuồn chuồn, mà là do ông trời và mây. Em muốn cho những bé thiếu nhi khi xem chương trình này, các bạn biết được trời mưa không phải do chuồn chuồn đâu các cháu nhỏ ơi, Diệu Nhi dí dỏm nói. Tiếp tục nhận được câu hỏi, nước gì ăn được mà không uống được, Diệu Nhi đưa ra đáp án là nước tương, nước mắm. Tuy nhiên, đáp án nước cờ mới là chính xác. Không đồng tình với đáp án của chương trình, Diệu Nhi nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình khi cho rằng nước tương mặn nên không thể uống. Sau khi Trường Giang khẳng định mình có thể uống được nước tương, Diệu Nhi vẫn kiên quyết phản biện. Em cảm thấy vậy là không công bằng. Em muốn người nào nói uống nước tương được thì phải đứng dậy uống cho em coi mới được. Sau một hồi tranh cãi, Diệu Nhi vẫn phải trở về với mức 0 điểm. Gây cười không kém Diệu Nhi trong phần thi của mình, Diễm My 9X cũng có nhiều câu trả lời bá đạo khiến Trường Giang phải ngã ngửa. Trả lời câu hỏi mẹo từ MC Trường Giang. Giày tây sản xuất bên Tây gọi là giày tây, vậy giày tây sản xuất ở nước mình thì gọi là gì? Diễm My nói giày ta. Ngay lập tức Diệu Nhi đã chạy lên đập tay ăn mừng cùng Diễm My, khiến cho cô tưởng rằng đáp án mình đưa ra là đáp án đúng. Tuy nhiên đáp án của cô là đáp án sai và câu trả lời chính xác là giày tây. Diễm My khá khó khăn để vượt qua được câu hỏi mẹo của chương trình. Sau đó Trường Giang đã đố cô một câu hỏi do anh tự nghĩ ra. Con gà ở bên Tây gọi là gà tây, vậy gà ở Việt Nam gọi là gà gì? Dường như câu trả lời sai trước đó của mình, nữ diễn viên đã nhận được kinh nghiệm xương máu. Vì vậy cô đã đưa ra đáp án gà tây, thế nhưng gà ta mới là đáp án chính xác. Trường Giang không nhịn được cười trước câu trả lời bá đạo của Diễm My. Nữ khách mời đầu tiên chiến thắng thử thách của chương trình đó chính là Ellie Trần, khi cô liên tiếp trả lời đúng 10 câu hỏi, nhờ sự thông minh và nhạy bén của mình đã giúp cho cô nhận được 20 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình, kèm theo đó là sự thán phục của mọi người tại trường quay.
Lộ diện những thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2018, ai cũng nhan sắc hơn người, cạnh tranh quá gay gắt. Các cô gái gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, phong cách đa dạng khi tham gia sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 10 tháng 6. Hàng trăm thí sinh tham dự vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn để gây ấn tượng với ban giám khảo. Nét đẹp thuần Việt của một thí sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cũng diện áo dài truyền thống nhưng cô gái này lại thu hút các ống kính bởi vẻ đẹp hiện đại. Một số thí sinh khác chọn đầm ngắn thanh lịch, tôn vóc dáng cá tính. Ở vòng sơ khảo, thí sinh được kiểm tra nhân trắc học trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Tại đây, các người đẹp có cơ hội giới thiệu bản thân, thể hiện bản lĩnh và phong thái thông qua việc trả lời các câu hỏi từ hội đồng giám khảo gồm nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Trần Hữu Việt, Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Top 40 vòng chung khảo phía Nam được công bố tối cùng ngày. Các cô gái sẽ tham gia các hoạt động quảng bá du lịch, ghi hình giới thiệu, chụp ảnh và tập luyện các work tại Quy Nhơn từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 6.